Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính và tạo sự gần gũi giữa cán bộ công an với người dân, Công an quận Bắc Từ Liêm đã liên tục triển khai các hoạt động cấp căn cước công dân tại cơ sở, địa phương, tại nhà và tại các trường trung học cơ sở cho các em học sinh trên địa bàn quận. Ghi nhận của phóng viên Camera 141. Hôm nay là chủ nhật nhưng cán bộ chiến sĩ đội quản lý hành chính Công an quận Bắc Từ Liêm vẫn miệt mài tận tụy hỗ trợ các bạn học sinh trường trung học cơ sở Tây Tựu làm các thủ tục hành chính, đặc biệt là thủ tục cấp căn cước công dân. Tôi cảm thấy rất là vui vì em vẫn còn nhỏ mà được các chiến sĩ làm ngay ở trường, cảm thấy rất là thuận lợi và tiện. Và em cũng cảm thấy vui vì các chiến sĩ luôn tận tình và luôn giúp đỡ bọn em. Chúng tôi thấy đây là một cái việc làm rất là hữu ích và thực sự là đem lại cái tiện lợi và phục vụ tốt đối với nhân dân nói chung và các em học sinh nói riêng. Hoạt động cấp căn cước công dân tại cơ sở, địa phương, tại nhà và chính tại các trường đã được Công an quận Bắc Từ Liêm triển khai thường xuyên, không chỉ hỗ trợ tối đa nhu cầu của người dân mà còn giúp cho công tác quản lý nhân thân hộ khẩu thuận lợi hơn, từ đó góp phần làm giảm thiểu nguy cơ tội phạm trên địa bàn. Kế hoạch mà cấp căn cước công dân lưu động tại các trường cấp 2 trên địa bàn quận, kế hoạch thường xuyên của Công an quận Bắc Từ Liêm và kế hoạch này thì luôn luôn được đặt ra vào 6 tháng đầu năm và sẽ cố gắng là đi tất cả 10 trường cấp 2 trên địa bàn quận để tạo điều kiện cho tất cả các cháu học sinh khi đến tuổi đủ tuổi làm căn cước công dân để phục vụ cái việc thi cử. Cấp căn cước công dân giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương. Hành động nhỏ ý nghĩa lớn, góp phần tạo niềm tin cho nhân dân vào các đơn vị chức năng. Nhiều năm qua, mô hình này của Công an quận Bắc Từ Liêm đã phát huy tối đa tác dụng và nên được nhân rộng trên toàn thành phố.